Yêu hội họa từ nhỏ nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn không cho phép ông Lê Giang Nghĩa sớm theo đuổi đam mê. Phải đến năm 2015, ông mới nghiêm túc tìm đến giới hội họa. Sau đó, ông chọn rẽ sang hướng tạo tác những tác phẩm tranh từ chất liệu thiên nhiên và cây sen là điều ông nghĩ đến đầu tiên vì muốn góp phần tăng thêm giá trị làm đậm đà bản sắc của quê hương Đồng Tháp. Trải qua nhiều lần thất bại, cuối cùng ông cũng tìm ra cách để có thể tạo ra một bức tranh lá sen cần hội tụ đủ các yếu tố, chất lượng lá sen, kỹ thuật xử lý chất rượu, thời tiết, sự tài hoa và đặc biệt là tâm hồn và đôi mắt tinh tế của người nghệ nhân.